Mở ứng dụng canh tác thông minh bằng cách bấm vào logo của ứng dụng canh tác thông minh trên điện thoại thông minh. Tại giao diện đăng nhập, điền thông tin số điện thoại, mật khẩu và nhấn đăng nhập. Lưu ý, có thể nhấn hiện để hiện mật khẩu sang dạng chữ, tránh nhầm lẫn mật khẩu. Trong trường hợp bạn nhập sai mật khẩu, hệ thống sẽ hiện cảnh báo số điện thoại hoặc mật khẩu không đúng. Trong trường hợp bạn quên mật khẩu hoặc nhập mật khẩu nhiều lần không đăng nhập được, nhấn quên mật khẩu. Màn hình sẽ hiển thị giao diện quên mật khẩu. Bạn nhập số điện thoại. Số điện thoại là số bạn đã đăng ký trước đó và bấm nút tiếp tục để hệ thống gửi tin nhắn SMS có chứa mã OTP và tiến hành nhập mã OTP mới để cập nhật mật khẩu mới. Lưu ý, sau khi hệ thống gửi mã OTP đến số điện thoại đăng ký, bạn có 120 giây để nhập và xác thực mã. Quá 120 giây, mã OTP sẽ không còn hiệu lực. Bạn sẽ phải yêu cầu hệ thống gửi lại mã mới. Sau khi nhập mã OTP thành công, hiển thị giao diện đặt lại mật khẩu. Nhập mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới và bấm nút tiếp tục. Lưu ý, mật khẩu tối thiểu 6 ký tự trở lên. Khi bạn nhập lại mật khẩu mới, nếu mật khẩu không trùng nhau, hệ thống sẽ cảnh báo. Sau khi đặt lại mật khẩu thành công, hiển thị giao diện đăng nhập lại. Bạn nhập mật khẩu mới để đăng nhập ứng dụng. Đổi mật khẩu. Tại màn hình chính của ứng dụng, chọn mục tài khoản ở góc dưới cùng bên phải, sau đó chọn mục đổi mật khẩu. Hiển thị giao diện đổi mật khẩu, bạn nhập các mục mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới. Hoàn tất xác nhận, hệ thống hiển thị thông báo đổi mật khẩu thành công. Cập nhật thông tin cá nhân. Tại màn hình chính của ứng dụng, chọn mục tài khoản ở góc dưới cùng bên phải, sau đó chọn chỉnh sửa. Lưu ý, những trường hợp có dấu sao bắt buộc điền thông tin thì mới nhấn lưu được. Trường hợp thông tin số điện thoại không được phép chỉnh sửa, cập nhật đúng ngày sinh của bạn để nhận quà tặng sinh nhật. Nhấn lưu để hoàn tất cập nhật.